góc Sư Vạn Hạnh với Ngô Gia Tự này chúng ta có cái quán cháo bò rất là nổi tiếng. Quán bên tay trái chúng ta đây này, ngay cái nhà cam cam nè. Nhà thờ ngày xưa của chúng ta bây giờ vẫn có cái hình ảnh, vẫn có cái màu màu vàng hồng đó. Cái nhà thờ này giáo hủ này, chúng ta đang ở mặt sau của nhà thờ nè. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Bê Trúc Ký ngày xưa, còn bây giờ là đường Lê Hồng Phong ha. Ngày xưa ở đây có cái bến xe, nhưng mà bây giờ thì cũng là bến xe nhưng mà không có nhiều xe như ngày xưa, chỉ có một vài xe đi về các tỉnh miền Đông, miền Tây như xe Phương Trang, xe Phương Nhã, Thành Bưởi. Thì hành trình hôm nay em dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi một vòng cái con đường Minh Mạng để mình nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa về con đường Minh Mạng này ha, và cập nhật số hình ảnh ngày nay. Rồi chúng ta sẽ đến cái nhà thờ Doan, nhà thờ ngã 6 á. Thì hành trình hôm nay em mời các anh chị cùng lên xe đi với em nha. Trong cái tour này chúng ta sẽ tham quan ngắm cảnh đường Sài Gòn buổi chiều. Bây giờ là Sài Gòn là 5 giờ rưỡi chiều, gần 6 giờ. Mình đi để chút xíu nữa trời tối lại hình ảnh nó sẽ xấu. Ở đây có cái nhà thờ Thánh Phaolô, bên bên phải mình có những cái hẻm đi vô ngôi chợ, chợ Hồ Thị Kỷ, chợ Lê Hồng Phong. Ở đây bán chim chó mèo rất là nhiều luôn, bên tay phải bên tay trái, nhưng mà không có nhiều bằng ngày xưa. Ngày xưa rất là đông. Ngày xưa nhớ mỗi khi ai thích chó hay là thích mèo thích chim gì đó là ra đây có rất là nhiều cái cửa hàng. Như bây giờ thì không có nhiều nữa. Trước mặt chúng ta đó là cái ngã ba đường Vĩnh Viễn, Viễn đi đến chợ Nhật Tảo, và bên đây là nhà máy hãng giày Sài Gòn. Bây giờ thì cái hãng giày này là như đóng cửa rồi. Còn phía trước là cái Bùng Binh ngã 7 Lê Hồng Phong, rồi Điện Biên Phủ, Sư Vạn Hạnh, Ngô Gia Tự, cũng như là Minh Mạng, Phan Thanh Giảng, rồi Bê Xuất Ký, rồi rất là nhiều ha. Ở đây cũng rất là nhiều chành xe nè. Hôm nay thì em cảm thấy rất là vui vì nhận được rất là nhiều cái tin nhắn của các cô chú anh chị, nhờ cô chú anh chị và các bạn chia sẻ kênh Vinlâm TV thì có rất là nhiều bà con ở ở xa đã đi khỏi đi và hiện đang cư ngụ định cư tại các nước khác, nên bây giờ nhìn lại hình ảnh Sài Gòn thì rất là nhớ, nhớ khói bụi kẹt xe, rồi nhớ tiếng còi. Đó, chúng ta sẽ quẹo trái và đi đến cái đường Minh Mạng nha. Tuy Sài Gòn kẹt xe khói bụi nhưng mà đi xa thì chúng ta cũng có cái gì đó lưu luyến. Trước mặt chúng ta đó là đường Ngô Gia Tự, cũng là đường Minh Mạng ngày xưa. Hôm bữa thì chúng ta có đi một đoạn rồi. Ngày hôm nay em muốn gửi các anh chị và các bạn trọn vẹn hình ảnh con đường này. Có lẽ trời hơi tối nên các anh chị bạn thông cảm nha, tại vì hôm nay chuyển mưa, trời mưa nguyên ngày luôn.
bán rất là nhiều cái nội thất như là bàn ghế, tủ giường, salon. Ở đây có một cái chung cư Sư Vạn Hạnh. Ngày xưa thì cũng có chung cư Minh Mạng nữa. Bên tay phải chúng ta có cái nhà rất là xưa này. Bây giờ là bán tủ giường. Ở đây cũng có nhiều chung cư cũ nè. Nhìn thấy hình ảnh chung cư ngày xưa nè. Rồi bên kia là giao lộ đường Vĩnh Viễn, Ngô Gia Tự và Sư Vạn Hạnh. Từ đây có bệnh viện Hòa Hảo. Ngay góc Sư Vạn Hạnh với Ngô Gia Tự này chúng ta có cái quán cháo bò rất là nổi tiếng. Quán bên tay trái chúng ta đây nè. Đó, ngay cái nhà Cam Cam nè. Ở phía dưới cái nhà đó đó. Đó là cái quán cháo bò. Hy vọng các anh chị bạn có về Sài Gòn thì chúng ta có dịp thưởng thức thử cái món cháo ở đó ha. Để hôm nào mình sẽ có dịp mình sẽ review đến cái quán đó để bà con chúng ta cùng tham khảo. Cái con đường này cũng là một trong những con đường đẹp, tại vì có hàng cây rất là mát. Hàng cây rất là lớn luôn. Hôm nay trời u ám quá. Nếu mà hình ảnh nó không có rõ thì mong cô chú anh chị thông cảm nha. Con đường Ngô Gia Tự này cũng ngắn đó, không có dài lắm. Đi từ Lý Thái Tổ, Vui Bông Hoa đó ngày xưa, và đi đến đường Lục Tỉnh. Không biết cái đoạn Lục Tỉnh này có phải là cái đoạn Hồng Bàng này có phải ngày xưa Lục Tỉnh hay không nữa. Tại vì đường Lục Tỉnh thì ngày xưa là con đường Hồng Bàng, thì bây giờ nói dài tới Hồng Bàng ở Kinh Dương Vương, nên ngày xưa em không biết Hồng Bàng cái đoạn này là tên gì nữa. Nếu anh chị các bạn cô chú anh chị mình có ký ức thì em xin cái comment nha. Đó, phía trước chúng ta đó là cái bùng binh ông Nguyễn Chí Thanh. Và tiếp nối cái đường Minh Mạng này thì đằng kia cũng có một cái hàng cây rất là lớn, rất là mát, rất là đẹp. Ngay góc Nguyễn Tri Phương này có một cái trường, đó là trường Trần Thái Nguyên, một ngôi trường rất là lâu đời ở Sài Gòn này. Phía trước ngôi trường đó thì có bán cái sầu riêng á, nguyên dãy bán trái sầu riêng trước cổng trường. Bên tay phải mình là đường Nguyễn Chí Thanh, rồi bên tay trái là Ngô Gia Tự. Và cái video của chúng ta ngày hôm nay sẽ dừng lại ở cái nhà thờ John Hạc John. Thấy cây đẹp chưa, nhưng mà tối à. Ở đây cũng có mấy cái chung cư xưa xưa. Bên kia thì nhà hàng tiệc cưới, trong đó cũng trang trí rất là đẹp ha. Hôm trước em cũng có vô đó một lần, có quay cho các anh chị bạn xem rồi đó, Adora đó. Và bên đây có một cái chung cư và
không biết ngày xưa là cái gì. Bên tay trái chúng ta đó là cái nhà hàng và cái ngôi chùa. Đây là cái ký túc xá nè. Bây giờ là ký túc xá, ngày xưa có lẽ là cái cư xá gì đó. Chúng ta qua bên kia, chúng ta quành lại và nhìn lại cái nhà thờ. Để cập nhật một số hình ảnh ở khu vực này và cái nhà thờ ngày xưa, nếu các anh chị bạn đã có từng đi lễ thì chúng ta bây giờ có dịp mình nhìn lại ha. Mình sẽ quẹo trái nha, quẹo trái đi thẳng là mình sẽ đi đến Thuận Kiều đó. Phía trước nhà thờ có cái công viên nè, rồi bên kia cũng có công viên mới được xây sửa lại đó, và nhà thờ ngày xưa của chúng ta bây giờ vẫn có cái hình ảnh, vẫn có cái màu vàng hồng đó. Thánh tứ do nạc. Mình sẽ chạy một vòng xem sao. Mình sẽ nhìn cái kiến trúc của cái nhà thờ này. Vẫn như ngày xưa ha. Và sự thay đổi bên kia là cái công viên rất là đẹp. Mình sẽ chạy một vòng cái nhà thờ này. Bên kia thì có một cái nhà sứ ngã sáu Chợ Lớn, nhà thờ ngã sáu Chợ Lớn, rồi Đức Bà Phục Hộ Giáo Hủ. Này chúng ta đang ở mặt sau của nhà thờ nè. Phía dưới thì có nhóm các chú chạy xe ôm. Rồi trước mặt chúng ta đó là cái cư xá ngày xưa, bây giờ là cái ký túc xá gì đó. Cư xá rất là lớn. Rồi chúng ta đi một vòng cái đường Minh Mạng ngày xưa, ngày nay là Ngô Gia Tự, gửi đến các anh chị và các bạn. Có dịp mình sẽ đi bộ trên con đường này để các anh chị các bạn ngắm rõ hơn vào buổi trưa ha. Và bây giờ cái video xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Cảm ơn bà con đã luôn nhiệt tình chia sẻ và giúp cho kênh Vietnam TV được nhiều người biết đến. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.